Tiểu sử cầu thủ Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh sinh ngày 22 tháng 9 năm 1997 tại xóm Dù, Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ. Là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, Đức Chinh hiện đang là cầu thủ của SHB Đà Nẵng. Anh chơi ở vị trí tiền đạo. Cầu thủ này từng là thành viên của U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 vào tháng 5 năm 2017 tại Hàn Quốc. Trái với phong cách máu lửa trên sân bóng, Đức Chinh vô cùng hòa đồng và thân thiện. Có rất nhiều câu chuyện thú vị về chàng trai người dân tộc Mường này. Hà Đức Chinh thường được các đồng đội gọi với cái tên là Chinh Đen. Biệt danh này xuất phát từ làn da rám nắng của cầu thủ sinh năm 1997. Sự nghiệp và phong cách thi đấu của Đức Chinh chịu ảnh hưởng lớn từ huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Thầy Thắng huấn luyện viên Chinh từ những ngày đầu chàng quê Phú Thọ gia nhập PVF. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam luôn chịu khó tìm kiếm những giáo án luyện tập của những tiền đạo hàng đầu thế giới và áp dụng cho Chinh Đen. Đức Chinh không được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá quá cao khi tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, sự nỗ lực trong luyện tập và thi đấu giúp tiền đạo đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng dần ghi điểm với ông thầy người Hàn Quốc. Hai pha lập công trong các trận giao hữu vào lưới Ulsan Hyundai FC và U23 Palestine giúp cầu thủ 20 tuổi được ông Park điền tên vào danh sách tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ngoài bóng đá, Chinh Đen còn yêu thích bơi lội. Tuổi thơ của chàng trai Phú Thọ gắn liền với những buổi bơi qua sông để đi đá bóng. Hà Đức Chinh có đam mê ca hát, tuy nhiên giọng hát của anh luôn bị các đồng đội so sánh với nhân vật Cheyenne trong bộ truyện Doraemon. Chinh Đen yêu thích thương hiệu Minruno. Tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng lựa chọn sử dụng những đôi giày Minruno trong luyện tập và thi đấu. Thời gian gần đây, cầu thủ 20 tuổi cũng tham gia đóng quảng cáo cho hãng thể thao đến từ Nhật Bản. Đức Chinh hâm mộ kền kền trắng Real Madrid. Trong khi đó, thần tượng của chàng trai 20 tuổi không ai khác ngoài siêu sao người Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo. Ngôi nhà mơ ước của Hà Đức Chinh. Từ ngày bố mất, con đã nung nấu ý định sẽ xây một ngôi nhà thật khang trang cho mẹ, ông bà và em gái ở. Đến giờ, điều ấy mới thành hiện thực chú ạ. Tiền đạo Hà Đức Chinh cười rạng rỡ khi chia sẻ cùng người viết. Ngay trong ngôi nhà khởi công xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình. Cách đây khoảng một năm, Hà Đức Chinh đã từng thổ lộ với tôi về ước mơ sẽ xây một ngôi nhà thật khang trang cho gia đình mình ở Phú Thọ. Từ lúc bố mất đến nay, lúc nào con cũng ấp ủ ý định xây một ngôi nhà thật đẹp cho mẹ, ông, bà nội và em gái. Hiện tại chưa có tiền nhưng con sẽ cố gắng dành dụm. Hy vọng trong khoảng 3 đến 5 năm nữa, con sẽ làm được điều ấy. Hà Đức Chinh chia sẻ về dự định của mình. Sở dĩ tiền đạo này đưa ra mốc 3 đến 5 năm vì lúc ấy Chinh mới 20 tuổi, vẫn là cầu thủ trẻ và chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp. Thế nên Đức Chinh đã đưa ra cột mốc ấy để tích cóp và để chờ thời gian chính thức có những bản hợp đồng chuyên nghiệp cùng những khoản tiền lót tay nhằm thực hiện ước mơ của mình. Thời điểm ấy, nhìn căn nhà của gia đình Trinh ở Phú Thọ lúc ấy cũng khá ổn. Nhưng cầu thủ trẻ này cho biết, nhà này bố con xây từ năm 2005. Nhìn bên ngoài có vẻ còn hoành tráng lắm, nhưng thực sự do vật liệu và chất lượng xây dựng chưa tốt lắm nên giờ xuống cấp lắm rồi. Nhiều chỗ ngấm nước loang lổ và tường chỉ cần đóng một cây đinh là vỡ vụn. Con vẫn chưa nói với gia đình về quyết định xây lại ngôi nhà vì hiện tại điều kiện chưa cho phép, nhưng đã khấn trước bàn thờ hôm giỗ đầu của bố và sẽ quyết tâm thực hiện cho được. Ngôi nhà của mẹ mà Hà Đức Chinh luôn ấp ủ chặng giờ đã trở thành hiện thực sớm hơn dự định nhờ vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, nơi tiền đạo trẻ này và các đồng đội U23 Việt Nam đã làm nên chiến tích không thể tuyệt vời hơn cho bóng đá Việt Nam. Mới đây, Hà Đức Chinh gọi cho người viết để khoe,
con vừa có tiền thưởng của giải U23 châu Á chú ạ. Con xếp loại B nên tiền thưởng được khoảng 1,5 tỷ đồng. Thế là có tiền xây nhà cho mẹ rồi, vui quá. Qua những cuộc trò chuyện, được biết Tết Nguyên đán vừa qua, chàng tiền đạo trẻ này đã bày tỏ ý định sẽ xây một ngôi nhà mới cho gia đình. Ban đầu, mẹ của Trinh không đồng ý bởi lo lắng cậu con trai không đủ tiền phải đi vay mượn để xây nhà. Nhưng quan trọng nhất đấy là ngôi nhà do chính bố của Trinh và những người bạn trong làng chung tay xây dựng. Ngôi nhà ấy là kỷ niệm của bố nó nên chị không muốn phá bỏ đi em ạ. Như lời bà Hà Thị Uyển, mẹ của Đức Trinh chia sẻ. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của cậu con trai cùng lời hứa sẽ thu xếp ổn thỏa về tài chính chứ không vay mượn bất cứ ai, nên những tiền bối trong gia đình cũng miễn cưỡng đồng ý. Ngày 10 tháng 5, chàng tiền đạo trẻ đang thi đấu cho màu áo SHB Đà Nẵng cho biết trong nụ cười rạng rỡ, hôm nay nhà của con bắt đầu khởi công nhưng đang thi đấu nên không về được. Chuyện xây nhà và thợ thuyền con nhờ các anh chị thân thiết ở Hà Nội trợ giúp nên cũng chẳng phải lo lắng nhiều. Chị tập trung thi đấu cho tốt và để dành tiền mua đồ nội thất. Cuối cùng giấc mơ của con đã thành hiện thực sớm hơn dự định. Cười như thế nhưng sau đó Đức Trinh đã thổ lộ với giọng trầm hẳn, con vui lắm. Nhưng lúc nãy mẹ gọi điện và khóc khi nhìn những thần công phá đi ngôi nhà cũ do bố xây dựng, làm con cũng buồn buồn. Bởi con hiểu tâm trạng của mẹ, ngôi nhà cũ ấy có quá nhiều kỷ niệm của bố, nhưng giờ xuống cấp quá nên buộc phải xây mới. Ở đời đâu thể chỉ sống mãi với quá khứ chú nhỉ. Lời triết lý của Trinh Đen khiến tôi bật cười và thầm nghĩ, cậu nhóc 15 tuổi ngày nào, lúc tôi nhìn thấy lúc đầu tại giải U17 quốc gia 2012 do Báo Bóng Đá tổ chức tại Huế, giờ đã thật sự trưởng thành.